Hình như là đánh răng hay sao ấy. Nghịch nước các bạn nào, nó đang phun đầy bòn bò bong bóng ra kìa. Ý, rải ra nước nghịch nước kìa. Nhìn, hay chưa? Hôm nay mưa to thế, mình bày hàng ở đây bán từ sáng giờ chưa được cái nào. Kem còn nguyên này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5 chiếc kem còn nguyên. Thế cũng không ai mua này. Ui, bây giờ cũng trưa rồi mà chả có ai mua, mình đói quá. Bây giờ mình sẽ cấu một tí chỗ này mình ăn. Chắc không ai biết đâu. Đấy, mình cấu một tí này xong mình mút một tí thôi. Làm cái nữa. Kem mình để không có tủ lạnh nên nó chảy hết nước rồi. Ai mua kem không? Kem đi. Wow, ở đây có cửa hàng bán nhiều bánh kẹo ngon chưa? Nào cô ơi đi nhanh lên. Nhanh lên. Ui, có cả kem này. Ui, bánh kẹo nữa. Bác ơi, bán cho cháu một cái kem. Ui, bạn ơi, mua kem mới mua bánh kẹo cho mình đi. Từ sáng đến giờ mưa quá bán ế lắm. Bà mua đi mình bán rẻ cho. Ui, chúng mình đi chơi về đói quá, khát nước nữa. Đây này, đầy kem này. Hay là chúng mình ăn kem nhá. Ôi, nhưng mà sao bạn bán kem này không bỏ tủ lạnh à? Không, kem này là cái kem thế mới, đời mới, không cần cho tủ lạnh đâu. Đây này, bạn ăn cái này này. Cái này ngon này. Cái này ngon hơn à? Ừ. Ừ, vậy mình lấy cái này mình ăn nhá. Bạn lấy cho con cua một cái. Đây, hai chúng mình có một cái thôi. Mình đi đây. Cái này 2.000, trả tiền mình đi. Đây, mình trả tiền bạn nhá. Mình đi đây. Ui, may quá à, bác bán kem bán rẻ cho mình. Một cái kem to ngon như này mà có 2.000 thôi. Nào, chúng mình ăn đi. Ui, sao cái kem nó lại bị thủng một lỗ này? À, chắc không sao đâu. Vẫn ăn được đấy. Kem thế hệ mới mà. Đây, mình bóc ra nha. Để mình ăn trước nha bạn nhá. Ui, vị trà xanh với đậu xanh chứ. Vị đậu xanh này ngon lắm. Đây, bạn ăn đi này cô ơi. Mình ngửi thấy cái mùi gì kinh thế. Có phải bạn gì hơi đúng không? Đúng rồi. Bạn gì hơi rồi. Ui, tự nhiên mình cũng đau bụng thế nhỉ. Ui, mình đi đi vệ sinh đây. Ui, dễ chịu quá. Chắc chắn là do cái kem có vấn đề rồi. Bây giờ mình phải chạy ra mình bắt đền cái ông bán kem mới được. Ui giời, hôm nay chắc là hết khách rồi. Bây giờ trưa rồi, mình phải về thôi, dọn đồ về thôi. Sao có tiếng gió đâu nhỉ? Wow, ở đằng kia có một cái gì kia, cái lốc xoáy. Ui, mình phải ôm một cây thế thôi. Ui, cái quán này. Ui, sao ta nát hết cái này? Cái quán đi đâu rồi? Ui, không biết ở đâu, tuy nhiên có cơn lốc to thế. Nó cuốn mình lên trời luôn, may mình bán vào cái cao này. Với lại có một cái kem lên, may mình lại lấy được cái kem này. Có cái chân của ai đây? Ui, đây rồi. Ui, bạn ơi, bạn cứu mình với. Đây rồi, bạn ăn kem cho mình đây. Ui, áo quần rách hết rồi. À, bị nó cuốn lên đây đúng không? Ui giời, xuống ngay nhanh lên. Ui, từ sau mình không bán kem đấy nữa. Tại vì là kem mình không để trong tủ lạnh. Đúng rồi đấy, làm sao không được bán kem cho người khác nữa. Mình rách hết rồi này. Đấy, quần áo rách hết rồi đấy. Quần nốc phải mạnh thật. Thôi bạn đi về thay quần áo đi. Ui, con cua của mình đã uống no nước, nó đang nhả đầy nước ra kìa các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, con cua của mình nó đang uống nước cái kìa. Đấy, thì cái miệng nó đang trao đổi nước ở dưới lên đấy. Mình cho nó ra đây mình tắm nước một lúc. Ui, thích chưa? Ui, đấy, nó đang chuyển động cái miệng nó gãi cái mắt đó kìa. Hai tay nó gãi mắt đấy. Ui, hình như là đánh răng hay sao ấy. Nghịch nước các bạn nào, nó đang phun đầy bòn bò bong bóng ra kìa. Ý, rải ra nước nghịch nước kìa. Nhìn, hay chưa? Thôi đi về đi, mình bắt về nhá. Ui, kem ơi. Ô, ai đấy? Bạn ốc à? Bạn làm gì? Đằng sau có cái gì đang bắn vào lưng bạn kìa. Có cái gì bắn mình ấy bạn ạ? À? Ui, đây, có cái chỗ to rồi, mình hút nó. Đây nào. Ui, được rồi bạn ơi. Ui, bạn ơi, liệu nó có bắn vào mặt không nhở? Không biết được bạn mở ra sao nào. Nó vẫn bắn này. Ui, nó bắn được à? May quá, mình ngồi cao nó bắn vào lên người. Đây bạn ơi, đây là cái súng bắn đấy. Đây nó vẫn còn viên đạn đấy, vừa nó bắn bạn viên rồi đấy. Đây này, nó bắn đây này, hai viên đây này, một viên ở ngoài kia nữa. Đây nhìn như cây hoa nhở. Ừ, trông như cây hoa ấy. Nhưng mà nó lại nhả ra được đạn đấy bạn ạ, nguy hiểm thật đấy. Ui, bạn ốc ơi, bạn lấy cái xẻng đấy bạn bắt con cua về cho mình với. Nó không chịu về cơ, nó cứ ngồi ở đây nó tắm này. Đấy, nó thích tắm nước đấy bạn ạ. Rồi. Ui, này có cái đuôi con gì đây này. Đây, chúng ta bước đấy. Ui, thôi. Thôi, nó chìm xuống rồi. Ui, trơn lắm bạn ạ. Ừ, lấy cái xẻng. Đây này, cái đuôi to chưa, cái đuôi đấy.
trơn trơn lắm à? Ừ, trơn lắm. Thế thế không phải con rắn đâu. Này. Ui, hai con liền. Hai con à? Tua nhá. Ui, nhưng mình chưa thấy cái đầu nó. Đây. À, đây rồi, cái đầu đây. Đây mình vẫn bỏ vào cái chậu nhá. Ừ. Ui, còn lươn to chưa? Này, ui, trơn khó bắt nhỉ. Đây đây. Rồi, được rồi đấy, cho vào cái xô đi. Ui, đấy, to chưa? Thì chúng mình ra đây bắt được con lươn to lắm. Ui, này, ở đây có một con cóc to chưa? Ui, nó đang đi tìm ăn này. Đấy, con cóc, đó chưa, nó nhảy vào trong bụi đấy, rồi. Đây, cái này mình bắt không? Ừ, đây này, nó ở trong bụi đây này. Đấy, đấy. Đâu? Đấy, nó nhảy vào đây, mình cho nó nhảy vào đây nhá. Ừ, đấy, nó đang nhảy lên rồi. Đâu? Đấy. Con này nó đi kiếm ăn mà, thưa kệ nó nhỉ? Ừ. Nó đi kiếm ăn, nó tìm sâu nó ăn đấy. Chú bạn cầm cái chậu ra đây, úp con ốc này. Mẹ đâu phải cho đằng kia nhiều cuốn lắm. Đây này, hai con nó đang đuổi nhau này. Hai con đang đánh nhau à? Nó đuổi nhau đấy. Mình bắt ngay không có hại hại con cua của mình. Ui, đây rồi bạn ơi. Giờ mình bắt con này rồi đi tìm con cua. Ừ, hai, ba. Ui, sao lại làm hiền thế này? Vừa xong còn thấy hung dữ lắm cơ mà. Ui giời, co hết người lại rồi bạn ạ. Con này ngủ đấy. Nó biết mình bắt nó đấy. Ui đây, nó đang bò dưới này. Ui nó đang trốn này. Ôi, trốn con trốn. Ui nó đang trốn ở đây này bạn ơi. Ôi. Ui, đây này, để mình vạch nó ra nhá. Ui nó trốn kỹ chưa? Đây này mình vẫn nhìn thấy nó màu đỏ. Ui, hai nhà bắt nó nhô lên, cái càng nó nhô lên. Ui, ui, đấy cái càng đấy, cẩn thận nó cắp đấy. Đây này, ui, nó chạy đấy. Bạn ạ. Đây mình cho nó lên bà nào, đi lên bà, không sợ nữa, mình bắt con ốc cho rồi. Nè, ui nó vẫn sợ con ốc đấy bạn ạ. Đấy, nó lên bà đây này. Đi, ra vào chậu đi lên tay mình để đi lên chậu nào. Đấy, nó đi lên tay mình rồi bạn ạ. Con này nó nghe lời nhỉ? Đấy, nghe lời chưa? À, đi vào chậu thôi. Ui, bạn ốc ơi, thằng này có con ếch này, nó đang nhảy vào đâu ấy? Đâu? Đấy, cái kia, đấy. Bạn trông đi. Ui, ui, nó nhảy vào trong bụi rồi. Ui, đây này, nó vừa nhảy vào trong cái bụi đây này bạn ơi. Ừ, mình nhìn thấy mà. Ui. Đi vào đây nào. Có không? Không, không. Ui, chỗ này sao nhiều hoa mướp thế nhỉ? Ừ nhỉ, sao chỗ này nó hoa mướp mình thế? Mình đang nghi cái chỗ này, con ếch nó hay ở trốn ở chỗ hoa mướp lắm đấy. Ui, ui, hình như nó đang động đậy đấy. Đâu? Đấy, đây này. Đấy, đấy. Có thấy gì đâu? Ui, cái chân kia kìa. Đâu? Đấy, cái chân đấy. Ui, nhìn cái chân này. À, nó trốn ở dưới đống hoa mướp này. Ui, đấy, đấy. Ui, nó đang động đậy cái hoa mướp đấy bạn ạ. Đây, mình bỏ cái hoa mướp ra xem nào. À, cái mắt nó đây này. Đấy. Nó trốn ở dưới cái hoa mướp đấy các bạn ơi. Ui, rất nhiều hoa mướp luôn. Ui, nó ở đây này. Nó chui vào trong cái bụi hoa mướp để nó bị trang đấy các bạn ạ. À, bắt được rồi nhá. Ui, chú ếch béo chưa này. Ui, đấy nó vẫn chạy tiếp đấy các bạn ạ. Ui, con ếch này bụng to chưa mà da trơn nhờ. Ừ. Ui, xà nó trơn lắm các bạn ạ. Này, cái chân ui nó nhảy. Ui, nó nhảy nhanh lắm các bạn ơi. Này, nhìn nó béo chưa. Ui, ui nó nhảy đấy. Ui, nó nhảy nhanh lắm, một bước nhảy của nó nhanh lắm các bạn ạ. Trời mưa trơn này nó ra đấy. Ui, ui đây rồi. Mình sẽ cho nó vào trong cái xô của mình nhá.